Sư đoàn 18 Bộ binh là nòng cốt trong tuyến phòng thủ Xuân Lộc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại khu vực biên hòa Xuân Lộc, tổng số binh lực phòng thủ lên đến 25.000 quân. Trong khi đó, về phía ta, nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc được giao cho quân đoàn 4, được phối thuộc sư đoàn bộ binh 6, 2 tiểu đoàn xe tăng và 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương. Sáng ngày 9 tháng 4, trên các hướng, ta đồng loạt nổ súng tiến công địch. Mặc dù vấp phải sự chống cự quyết liệt của đối phương, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, ta đã chiếm được một nửa thị xã, toàn bộ khu hành chính tiểu khu, đưa được 3 tiểu đoàn vào bên trong và thực hiện cắt đường 1 ở ngã ba Dầu Dây, đèo Mẹ Bồng Con. Quyết tâm giữ Xuân Lộc, ngày 12 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân đội Việt Nam Cộng Hòa vội vã đưa lữ đoàn 1 dù từ Sài Gòn xuống ngã ba Tân Phong và bố trí lại đội hình nhằm tập trung lực lượng ở khu vực này. Những loại bom cấm có sức tiêu diệt lớn, CPU cũng được sử dụng. Tuy chiếm được một số mục tiêu, nhưng quân ta cũng bị thương vong và tổn thất. Lúc này, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương lập thế trận mới sau khi nhận định Xuân Lộc chỉ có giá trị khi được nối với Biên Hòa. Từ đây, thế trận của quân ta đã được thay đổi. Trong ngày 15 tháng 4, quân ta đã tiêu diệt một bộ phận sư đoàn địa phương, giải phóng hoàn toàn chi khu Gia Kiệm, ngã ba Dầu Dây, cắt đứt đường số 1 và đường số 20. Trong những ngày sau đó, cuộc chiến đấu ở Xuân Lộc diễn ra hết sức quyết liệt. Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa đốc thúc lực lượng phản kích, hòng chiếm lại Dầu Dây. Trong khi đó, quân ta cũng tiến công mạnh mẽ, diệt và bức rút nhiều đồn bốt đối phương. Mất Dầu Dây, Xuân Lộc mất giá trị phòng thủ. Các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại đây đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, nên đã quyết định rút khỏi Xuân Lộc để bảo toàn lực lượng. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, địch dùng pháo binh bắn vào các trận địa của ta để nghi binh cho cuộc rút lui.